một cái clip nữa là gà hấp muối. Thì trong cái clip này á, mình rất là xui luôn cả nhà ơi, mình làm nó thất bại hoàn toàn, nhưng mà thất bại nặng nề luôn đó. Hồi nào giờ mình chưa có làm thất bại nha cả nhà, nhưng mà sau khi ăn thịt ngỗng thì mình thấy nó xui thiệt luôn đó. Mình muốn đây là không phải là cái điểm xui hay là cái tình cờ nữa, nhưng mà mình thấy chắc là nó xui thiệt đó. Thì giờ thì mình chia sẻ với cả nhà ha. Cả nhà xem hết video thì cả nhà comment ở dưới á cho mình biết. Cũng cho vui thôi nha cả nhà, chứ không có cái gì quan trọng nha. Rồi mời cả nhà xem clip với mình nha. Đây là con đường làng nhà mình nha cả nhà. Con đường dắt là vắng luôn đó, không có một bóng người nào đi qua đi lại, chỉ có mình thôi cả nhà ơi. Giờ thì mình đi xin mấy cái lá chanh, đặng mình về mình bỏ vô con gà nướng cho nó thơm ha. Đây, con gà mình đã làm sạch rồi nha cả nhà. Bữa nay thì mình làm món gà hấp muối hộp ăn với lại cơm lam nha cả nhà. Cái món này rất là hấp dẫn luôn đó. Thì gà thì mình ướp gia vị rồi vô với mình bỏ thêm chút nghệ nữa đó, đặng mình hấp lên con gà nó có cái màu vàng đẹp nha cả nhà. Đây mình ướp luôn ở trong luôn ha, ướp đều con gà hết trong đủ gia vị, hành tiêu, tỏi, bột ngọt, đường, rồi ướp cho đều vô. Bỏ củ tỏi vô bụng, bỏ hết vô bụng đi, đỡ bỏ ngoài nó khét. Rồi xét ăn hết luôn đi cho nó vàng gà. Vàng rồi. Đây mình có một bịch muối hộp nha cả nhà. Rồi mình đổ hết vô cái nồi này luôn. Một ký muối á. Mình đổ vô cái nồi này. Rồi mình rải cho nó đều ra ha. Cho nó rải gì nè, cho nó bằng, cho nó đều ra đó. Cái lớp mặt á thì mình cho xả với lại cái lá chanh nằm lên đến lớp mặt nha. Xả thì bữa nay cũng ít xả nên mình lấy luôn cái lá mình để cho nó thơm ha. Rồi bỏ con gà vô ngay ngắn về đây. Rồi mình đi bắt lên bếp củi. Rồi mình nấu nha. Giờ thì mình đi nhúm lửa đặng mình làm cơm lam á cả nhà. Mình nướng ống tre. Đây mình xin được một cây, cây này là cây tre mỡ. Mình cưa ra cái từng khúc vậy nè. Mình cưa ngay cái mắt nó cả nhà. Đặng một hồi cái mình bỏ gạo vô đó, đặng mình nướng á cho cái gạo nó chín ha. Mình cưa ngay cái mắt vậy đó. Đó cho có cái lỗ ha. Rồi thì hột cưa thì được 5 khúc. Mình được 5 khúc vậy nha. Mình đã rửa sạch ở trong luôn rồi đó cả nhà ơi. Rồi đặng mình bỏ gạo vô trong đó ha. Rồi cái này thì mình xài bằng nếp. Nếp thì mình ngâm với cái nước hoa đậu biếc á cả nhà. Cái nó ra cái màu vậy nè.
mình lấy cái nước hoa đậu biết mình ngâm nếp luôn nha. Nếp đó thì mình ngâm khoảng 4 tiếng cho nếp nó mềm cũng như mình nấu xôi vậy đó cả nhà ơi. Mình bỏ nó vô vậy, mình cho thêm một ít nước nữa đặng cho một hồi nó có nước nó nở ra đó. Cái đầu của nó mình lấy lá chuối mình nhét lại nha cả nhà, cho nó kín hơi á. Với lại nước nó đừng có chảy ra nữa, đặng mình nướng cho nó không có đổ ra ha. Để mình nhét nó, mình nhét cho nó cứng vô luôn nha. Quạt lên. Đây là kết quả của một lúc mình nướng, mình làm cơm lam nha cả nhà. Nó cháy đen thui thùi lùi hết rồi, giờ mình chặt ra coi có ăn được cái nào không nha. Đây nè, cái cây này nó cứng ngắt luôn cả nhà ơi. Mình ăn liền thì nó giòn ha, nhưng mà nhìn thấy cũng ngon ha. Nó cứng nó cháy luôn rồi, còn được có mấy cây hả, mấy cây vậy, còn mấy cây kia cháy đen thui thùi lùi hết cả nhà ơi. Đây, còn được cây này cũng nhìn thấy hấp dẫn ha cả nhà, đẹp quá ha. Nhưng mà nó cứng quá trời cứng luôn đó. Có chỗ này thì mình ăn được nè, nó mềm mềm mà ngon lắm. Giờ thì mình đi chụm lửa con gà thêm ha. Thì mình thấy cũng lâu rồi mình nhắc xuống. Đây, thành quả con gà của mình nè cả nhà ơi. Nó đen tới cái nắp luôn. Trời ơi, khét nghẹt, khét ngáy luôn.